Lô lô lô. Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì Khải vừa ép 1000 cái bánh bông lan, 1000 cái bánh thường anh em ơi. Sau đây là bánh bánh bình thường, chứ không phải bánh đặc biệt. Bánh đặc biệt thì 7 xu, bánh bình thường thì Khải ép chỉ 3 vạn thôi. Rồi vừa ép được xong hết là 50k điện tống kim. Với lại 3k vạn anh em ạ. Đúng rồi, đây. Hết bay 3k vạn, bay hết gần 8 kim, gần 7 kim ấy. Nói chung event này thì nó có hai loại là một tiền vạn và một tiền xu. Xu thì hôm trước Khải ăn rồi. Thì cái này tiền vạn thì anh đã lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Nó chỉ có khoảng 5-6 triệu kinh nghiệm thôi. Và Khải ăn xong đỡ Khải up cấp thôi em ơi, cũng không có làm gì hết. Thì ok, thì gần up cấp nên là Khải cũng bỏ vài kim. Khải up cấp luôn nha anh em. Up cấp xem thử anh được ra thêm gì không nha. Anh em xem nha. Nói chung anh cái này không cần quá tử các kiểu gì đâu em ơi. Nó chủ yếu ra là bạc bút xanh thôi, chứ không ra gì nhiều, chủ yếu là kinh nghiệm. Anh up cấp là chính. Đó. Chung là video này thì đầu tư khoảng 7 kim hơn, Khải dự đoán là tính ra hết là tốn khoảng gần 7 kim hơn để up cấp. Gần lên cấp đó. Lên được bao nhiêu trăm này? Một cấp này. Này chỉ có lên bài boss thôi. Ủa, lên bài boss này thấy ra tối thả ra đó là đẹp luôn á. Tối nghiên cứu làm rương lên bài boss là đẹp luôn em. Mà biết tầm này ai bán lên bài không? Lên được một cấp với lại mới đâu lên được nãy là 92-91%. Ôi, tính ra lên được 21% thôi. 21% là được mấy chục 120 cái đua top này. Lại mười mấy con lần bài boss, 13 cái lần bài boss. Ok. Để nghiên cứu ít tiền vạn nữa, nãy vừa ép hết tiền vạn này. Không còn một xu luôn. Không còn một xu luôn. Bây hết mấy kim nữa rồi xong. Rồi bỏ lần bài boss dồn qua bên này. Cái gì tối nghiên cứu, tối nghiên cứu được thì làm rương để bài boss. Nếu không ai phá thì đánh rương nhà vui, còn bị phá là thôi. Chung là 91% up được nhiêu này được. Anh được 20% anh em ơi. Anh Evan được Evan sâu được 20%. Đó, Evan tìm vạn chứ. Hết gần 7 kim mấy. Do là tấm kim tự mình cày á, nên là cũng không bao nhiêu. Chỉ tốn 3k vạn cũng tầm 6 kim. Còn mấy nguyên liệu kia nhiều đấy mà, dư quá trời, xe Khải dư quá trời nguyên liệu luôn. Vứt lên vứt xuống tùm lum tà le luôn. Rồi ok, up cấp rồi đó. Bên này thì dư điểm rồi này, không cần tăng gì. Này đỡ không cũng được, mà tăng cũng được cũng chả sao. Chả đẹp thôi. Đây Khải này anh em xem này. Kiểm tra. Đó. 4 là 1 tịch, 3 tịch, 16 tịch kinh. 33 phong độ, 2 pháo. 2 pháo, nhóm bạc, thắng 3. Ủa, cái mùa này chưa cập nhật ta. Cái mùa này là cái thiệp X2 nữa, chưa cập nhật ta. Pháo kỹ năng. À, 2 pháo kỹ năng ngay rồi. Nhận mấy cái này chưa có. Hôm trước em cũng biết tịch cấp 4 nữa mà nó không báo. Ok, nói chung là anh em xem video này cho Khải một like nha anh em. Nói chung là cũng cố gắng up cấp cho nó leo lên top anh em ơi. Hôm qua bị rớt top xuống 11 nên là bỏ vài kiểu up lên top luôn. Đó, chắc chắn sẽ lên lại top 9 hay top 10 gì đó thôi. Ok, bye bye anh em. Hẹn anh em tối nay 19 giờ chúng ta sẽ trở lại nha.